Hôm nay Bình Nguyên sẽ chỉ cho các bạn cái cách để chúng ta có thể cài đặt được nhận diện khuôn mặt này, cài đặt được vân tay, cài đặt được điện tử của chiếc két sắt này rất là dễ và thuận tiện này. Để chúng ta có thể cài đặt được thì khi mà két sắt của chúng ta đã lắp pin rồi, mà khi mà chưa cài đặt vân tay, chúng ta chỉ việc là cắm chìa khóa sang phải như này, cho sang phải như này, chúng ta đặt vân tay vào đây này, thì máy báo mở là chúng ta sẽ mở được chiếc két sắt này ra luôn này. Và bước đầu tiên ấy là chúng ta sẽ cài đặt nhận diện khuôn mặt. Chúng ta đợi cái màn hình nó tối đen như này hết đi này. Các bạn đợi màn hình nó tối lại như này. Đợi một chút này. Đấy, sau khi màn hình đã tối như này rồi ấy, để cài đặt được nhận diện khuôn mặt thì bước đầu tiên là chúng ta sẽ ấn phím số 3. Kêu tít một cái như này. Chúng ta quay luôn ra ngoài phần đằng sau. Chúng ta ấn vào cái phím set 1. Đấy. Cái tiếp đến ấy là chúng ta đưa khuôn mặt của chúng ta cần nhận diện vào. Thì máy báo lên cái chữ Rai ở đây OK, nó sáng lên một cái là chúng ta đã cài được thành công này. Và để được cài thêm nhận diện khuôn mặt tiếp, chúng ta lại ấn phím số 3 tiếp này. Thao tác vẫn như vậy. Ấn vào cái phím set 1 này. Sau đó đưa khuôn mặt vào. Đấy. Và chúng ta có thể cài đặt thêm nữa một lần nữa. Mình sẽ cài lên một lần nữa này cho các bạn dễ hình dung hơn này. Ấn phím set tiếp này. Đưa khuôn mặt vào luôn này. Chú ý là cái đèn ở đây này, với cái khuôn mặt của chúng ta thì nó phải chiếu vào nhau, giống như là tôi chụp ảnh ấy, là chúng ta phải bắt được cái khuôn mặt thì chúng ta sẽ cài được luôn. Và khuôn mặt này thì rất là nhạy này. Và bây giờ mình sẽ đóng lại nhé. Mình sẽ thử về cái phần cách mở bằng khuôn mặt cho các bạn xem. Để mở ra được bằng khuôn mặt, chúng ta ấn phím số 8 và phím thao. Đấy, máy sẽ báo mở được luôn, rất là nhạy. Và bước tiếp theo ấy, mình sẽ chỉ cho các bạn là cách để chúng ta có thể cài đặt được cái mã số điện tử. Thì để cài đặt được mã số điện tử ấy, thì chúng ta sẽ khi màn hình nó tối như này rồi, nó không sáng một cái phím gì cả, chúng ta ấn luôn phím số 1, kêu như này một cái này, quay ra phía sau này, ấn phím set 1 này. Đấy, cái màn hình ở ngoài này nó sẽ sáng lên. Chúng ta nhập luôn mật khẩu mà chúng ta muốn cài vào. Ví dụ mình muốn cài số là 147 này. Chú ý các bạn phải làm luôn nhé, không nó ngắt đi mất là phải làm lại này. Ấn nút thăng này, sau đó nhập lại mật khẩu một lần nữa này. Đấy, nó báo lên cái nút Rai này màu xanh này, màu nó sáng lên như vậy là chúng ta đã cài đặt thành công này. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ cài đặt vân tay. Thì ngay lúc này cái màn hình của nó cũng tối như này, chưa có sáng một cái gì cả. Chúng ta ấn luôn vào phím số 2 để cài đặt vân tay này. Đấy. Và chúng ta lại quay ra phía sau này, ấn vào cái nút set 1 này tiếp này. Và cái tiếp đến là vân tay sáng lên, nhấp vào đây 4 lần. 1 2 3 4 này, đấy nó sáng lên như này. Vậy là chúng ta đã cài đặt xong này. Chúng ta muốn cài thêm vân tay tiếp là ấn phím số 2 tiếp khi mà cái màn hình nó không sáng cái gì cả. Đấy. Lại ấn vào phím set tiếp. Đặt tiếp ngón tay vào này, cho ngón cái này vào nhé. Nhấp 4 lần. Đặt giữ một chút. Đấy, thế là chúng ta đã cài đặt được vân tay. Và sau khi cài đặt xong rồi thì chúng ta có thể thao tác như bình thường, hoặc là chúng ta có thể dùng vân tay hoặc nhìn khuôn mặt đều được hết. Rồi chúng ta mở vân tay nhé. Các bạn đặt vào đây này. Đấy, sẽ bảo mở được luôn này. Rất là dễ này. Chúng ta mở được bằng mật khẩu này. Đấy, ta đóng lại như này, sẽ khóa lại luôn này. Bằng mật khẩu chạm vào đây này, ấn phím là 147258 này. Đấy, mình rất là thích này. Mở bằng khuôn mặt này thì sẽ làm theo tác là ấn phím số 8. 8 này, thăng này. Đấy, mở ra được luôn này. Rất là đơn giản này. Bước tiếp theo là cái bước mà cài đặt về điện thoại. Thì thao tác trên bàn phím chúng ta sẽ thao tác như sau này. Ấn cái phím là 00 thăng. Đấy, thì cái nút set này nó sẽ sáng lên và sau đó chúng ta ấn bấm cái nút đồng ý cài đặt với điện thoại của chúng ta là chúng ta sẽ cài đặt được luôn. Và khi mà thao tác mở cái sắt ra thì sẽ có thông báo về điện thoại của chúng ta để chúng ta có thể biết và kiểm soát được. Và các bạn hãy xem đi xem lại video này từ 2 đến 3 lần, đảm bảo chúng ta sẽ làm được luôn trong quá trình sử dụng. Và đặc biệt khi hết pin hay trong quá trình sử dụng, các bạn nhớ để cái chìa khóa giải cứu này ở bên ngoài để lúc nào chúng ta có thể mở được ra. Và chìa khóa này chúng ta sẽ gây ra bằng cách là ấn bấm nút này này, sau đó là chúng ta cắm cái chìa này vào đây xoay sang trái, và chìa này cắm vào đây xoay sang phải, và chúng ta sẽ mở được két ra bằng cơ luôn, nên rất là thuận tiện. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm và xem video clip này. Và các bạn hãy nhớ là hãy lưu lại video này vào đâu đó để khi mà chúng ta sử dụng, nếu như chúng ta có quên thì các bạn chỉ việc xem lại video là chúng ta sẽ làm được ngay, hoặc ấn đăng ký kênh để lúc nào cũng ở trong cái video này để xem thêm video tiếp theo.